Rồi, xin chào anh em nhé. Bữa nay chủ nhật rồi. Lên ít máy cỏ cho anh em xem là ai có nhu cầu thì alo nhé. Bây giờ là cũng 8 giờ 15 rồi. Làm nhanh không thì YouTube nó lên lâu lắm, bỏ qua nó lên đến 3 tiếng đồng hồ đó. Nên là phải làm nhanh. Rồi, cái số 1 này là thân máy vỏ pin nha. Cái này là cái Zubi của 122 12V Zubi. Đó, đảo chiều. Đâu không kẹt. Đâu không kẹt nhé. Rồi. Vỏ pin này, chặn máy vỏ pin, vỏ pin đây. Đây, vỏ pin. Thân máy vỏ pin. Rồi, cái số 1, 300k. Số 1 này. 300k. Rồi, tiếp tục, cái số 2, Ruby. Cắm máy vào pin, cái này cục pin này để thử á. Cái này không có đèn. Rồi đảo chiều pin lỏng. Không kẹt. Đầu không kẹt. Không lắc. Hai nước nhanh chậm. Cái số 1 có hai nước nhanh chậm nhá. Rồi ok, thân máy vỏ pin. Cái số 2. 280k. Cái số 2. 280. Rồi, cái số 3. Cái này cũng không có đẹp. 280k luôn. Đầu không kẹt. Hai nục nhanh chậm. 120. Đó. Cái số 3, thân máy vỏ pin. Cái này 28. Số 3 này. 20. 180k. Cái số 4 cũng tiêu vi 4 rồi, bỏ pin kẹt. Cái này là 1205 à. Đây. Pin chập chờn, pin trong chấn pin. Rồi, đảo chiều. Đầu không kẹt. Hai nực nhanh chậm. Hai nực nhanh chậm, ok. Pin. Máy vỏ pin 280. Cái gì số 4.
4/2/80. Rồi, cây số 5. Cây số 5. Đầu, không lắc, không kẹt. Vít, phủ xuống tóc rồi. Đào kêu. Nhanh chậm đây. Rồi ok, thân máy vỏ pin. Vỏ pin. Vỏ pin này nhìn nó cũng mới. Nhích dính. Rồi, cây, à, cây số 5, 300. Và mai giờ làm bị chiều đấy nha, không ai gọi không nghe máy đâu nha. Rồi mình cây số 4 này, số 4 là một cây Makita, cây Makita vì cái pin để mà sạc cho nhanh đó. Pin chập chờn nhé, pin chập chờn đó, đảo chiều đó, đầu không lắc không kẹt đó, ngoài hình này, thân máy ngoài hình này. Tem tróc hết, thân máy vỏ pin 300k. Cây số 5, số 6, 300. 6. 300k. Hôm nay chủ nhật ồn ào lắm. Rồi, cây số 6 rồi, cây số 7 này. Số 7 cùng vậy thôi. Nó cũng giống nhau vậy thôi. Một cái kia có 3 tai, cái này 2 tai. Đó, đó kia. Rồi, ok. Đó, cái này còn tem này. Tem ăn thuộc, tem dư. Ăn thuộc. Quan trọng là máy cho nó ngon lành chứ. Rồi. Cây số 7, 300 luôn, 7, 300k. Rồi, cây số 8, 8, dạ, cây này vỏ cứng lắm, cây này vỏ cứng quá, sao cứng này cái. Lý do cứng này là sao đó. Mất hết thời gian. Lâu quá làm sao. Lâu rồi. Cái này ăn rồi. Đặt vô. Ờ, cái này được có chiêu vô à. Cái này để kiểm tra lại. Để nó kiểm tra lại. Chạy cái chiêu à, nó bị cái co, nó bị lệch sao. Rồi cây số 7 không, không rồi cây số 8 này. 8 là một cây con 946. 946
chiều. Đập không kẹt. Đó. Rồi, ấn máy bỏ pin. Cái 96 nha. Cái này 230 cây số 7 cây số 8 233. Đó, anh em thấy bán thế rẻ chưa? 8 9 9. Ôi trời, cái này còn cứng thôi. Sao rồi? Thần máy bỏ pin. Cái này nó bị bong hết rồi, bong cái trống, vành trống, cái trống thì cũng cần cái lắm, nó giữ cái chân thôi. Đó, ngoài cái này máy vốn này, máy vốn này chứ cũng không thấy gì nữa. Chín mươi sáu, cái này cũng 96. Rồi, chạy ok. Thân máy bỏ pin 230 luôn. Rồi, cái chút 9 230k. Rồi, những cây số 10. Cái số 10. Cái này nó có 2 cây. Rồi, cái này có không chạy. Rồi. Không chạy nha, cái này không chạy đâu. Rồi, rồi chạy này. Nó pin á, pin. Điều tốc. Thắng. Ngọn lành. Bảo kiều. Rồi ok, cái này 170k đó. Và này 170 đó. Thằng máy bỏ pin. Cái này cây số 10, 170. Ít nhưng mà loại này khỏe lắm ấy. Về đóng pin 3 cục pin, 4 cục pin xài. Ok, 3 cục, 12V. 10, 1, 70k. 304. Là 2 cây là 304, 304, ai mua 302. Chuyển khoản bao ship luôn. Còn 2 cây. Rồi, cây số... cái này là cái pin cái này bị gãy, cái trước bị gãy mà đây, cái này cái của clip trước mà chưa test, chưa ấy, gãy chưa tìm được cái này, cái hành vẫn ấy được, vẫn chuyển được, chuyển báo chiếu được. Đó. Nhưng mà gãy thì thôi, để lúc nào khi nào có này được, anh không có bán xác này. 946 vỏ pin 12V để đó và sau chữ. Rồi Hitachi này có một cái này là cây khoan búa này, ba chức là có búa này. Cây này là có búa này, đây này. Đó. Có búa nhưng mà bị nó bị mất một
bên của cái đảo chiều á là bị công tắc gì hết, là bữa trước thì tự mà bị cái công tắc, ai mua thì coi như bán rẻ nhưng về mà sửa thì tôi làm cò không chết, mua không chết là bị cái đảo chiều ấy, cái đảo chiều này sao mà nó cũng cứ chế. Đây, bị cái này, bị một cái này một chút là test thử rồi. Chạy rồi đúng đúng đấy dương dương đúng rồi, sao không chạy là bị đó, cái đạo kêu bị cái này này đó, thấy chưa đó. Cái này là khoan có búa này, anh em ai mua về thì coi như là về sử dụng bán 200.000 nha, 200.000 nha. Cái này, này. Đây. Đó. 200.000 nhưng mà chuyển khoản 220 bao ship cho. Đó. Chuyển khoản nha, chuyển khoản 220 bao ship, cái này hơi nặng á. Để tiếng nó. Rồi còn cái này cái kia chim. Đi đâu rồi? Cái này bóp chảy không? Đào kêu này. Đầu 13 ly. À, đầu kẹt nữa đấy. Đầu 13 ly, kẹt. À, khóa đục quá. Đục quá, anh em đục kẹt đó. Đó. Đục quá. Rồi ok. Cái này là bóp chảy thắng nha. Rồi khoan hết chi. Một cái 13 ly đục quá. Thân máy vỏ pin. Đó. 260k. Cây số 11 260k. Cái 12 của vít thi chi. Vít thi chi này không lắc này. Không rơ này. 12V hết nhỉ. Loại này 12V nhỉ. Cái 96 báo 96 nó. Rồi báo kêu. Rồi em ru. Rồi thân máy vỏ pin này. Này vỏ pin 260k. Và này về đóng pin xài cũng được nhưng mà nó tối tầm 12 260k. Đó lại nó chậm lắm. Rồi cây 12 13 này, cây 13 này. Đầu không kẹt, không lắc, nhích nhẹ. Rồi hai nấc. Rồi ok, cái này là 300k. 300, căn máy có pin. Mười hai, 13 này. 300k. Rồi cây 13 14 này. 4 là cùng cây Hitachi nhưng cái này là Nuki là 742 này.
mà bỏ pin 2V là vừa luôn, chạy đẹp, ok. Cả vừa đầu có nhích nhẹ đó, nó trên này không phải làm giả đó, rồi ok. Thân máy vỏ pin, pin này pin lùn 5 lùn, đóng 3 treo, dài 3 treo lên 12V á, không đóng 4 treo 8/4, đóng cùng chơi được. Mười ba mười bốn cái này 260 k, 250 cái này 250 nha. Đó, 250. Rồi. Cái số 15. 15 là cái này là đầu cũng độc quá này. 13 ly này. Hitachi 2 nấc này, 14/4, cái này là 14/4. Ôi trời, không vừa này. 14/4 bỏ cái này vào không vừa. Chạy cái chạy rồi, con không chạy rồi, lên thắng đi tốc đầy đủ này. Đó, êm ru. Đó, tốc độ nó nhanh mà thắng gấp mà cạch nhá. Tại kia không? Đó, đâu không kẹt. 13 ly không kẹt, đó. Đột quá nha. Đó, hai nấc nhanh chậm. Chậm rồi. 14/4. Thân máy vỏ pin đây, vỏ pin cái này 350k, đầu không cài không lắc đâu này, cứng đét luôn này. Đó, cứng đét không lắc tí nào hết đấy. Rồi cây số 15 này 350k. Cái số 16. Ờ, cái này bi con đó. Cái này bi con này. Cái này bóp chạy. Có thắng. Đảo kia ok. 12V. Rồi, cái này 26 luôn. À, con máy bỏ pin này. Đó, chạy đó. Anh em về kích cho xài được. Anh mua cả vỏ, anh mua cả sạc thì có cộng thêm máy cộng thêm 200 nghìn nữa. Cái này cây số 16 này. 260k. 460. Chuyển khoản bao ship. Rồi, chuyển một đến cái đồ này này. Cái này. Cái này hơi khó test cộng này. Trừ này. Nói chung máy là test rồi, nhưng mà có cây bị ấy, mình làm nhanh thì không có kiểm soát được thôi chứ. Mà test hết rồi. Máy không? 12V á. Đầu có nhích này. Bảo chiều.
Ok. Rồi, thân máy bỏ pin. Bỏ pin. Ba trăm k. Cây số 17. 300k. Rồi, 18. Cũng giống vậy thôi. Thân máy bỏ pin. Đèn máy đảo chiều à. Cái này nhích nhẹ rồi, thân máy vào pin 300 luôn, cây số 18 300k, 18 300k. Đó. Rồi, cây số 19. 19 này. Cắt Tenri Tiren này. Úi trời. Đó. Cái này là đó. Rồi, nó bên nhanh bên chậm cũng có đảo chiếu đâu. Đó. Bục phát lên đó. 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 Rồi, dao sắc nhá, chưa mẻ chưa gì hết nhá. Đó. Đó. Như cái nắp này nó mạnh hơn này. Đó, bên này từ từ này. Giờ bên này từ từ này. Đó. Rồi, ok, test thân máy bỏ pin này. Thân máy bỏ pin. Rồi, cái này á 400. Cây số 18 19 này. 19 400k. Rồi, 20 này. 20 này. Đọc kêu. Đọc kẹt 13 ly. Không kẹt. Nhìn ra, đúng không? Pin yếu à. Kẹp cái bình lên cho nó nhanh. Bình yếu ạ. 12V, cái này 12V. Thấy chưa? Hai nấc nhanh chậm này. Chậm này. Đó chưa? Đầu hơi nặng á, đầu á. Đó. Đó, phía cho tia R là ok à. Tia R là nó nhẹ. Đó. Chưa? Đó, nhẹ liên hồi gì đó. Giờ cái này nó phải là hư nhưng mà nó lẻ cho. Đó. Đó. Rồi, cái này thân máy bỏ pin. Bỏ pin này. Thân máy bỏ pin.
350k. Cây số 20. 20. 350k. Rồi, cây số 20. Rồi, chiều mình đi cây 21 cũng có, 21 hết rồi. Rồi, chiều mình đến cái đồ qua mấy thùng đồ nghề quên đến cái clip. Đây, mấy cái đầu này, có mấy cái đầu này. Đầu cái này là ok này nha, hàng ok hết nha, mới đưa đây này, chúng phải là đồ đều bình dở lắm. Rồi cái này, nó thảo trong cái máy của na tí thôi, 12V na thôi, cái này 100 này, 100 nha. Đó, đầu này 100. Nhờ tôi không cần cái này, không cần cái này, cái số 1 đi. 1. Đó, 100k này. Ai mà ưng lấy đầu này riêng cũng được. Đấy thì thả vô rồi. Đó, mà lấy chung cả cái cùm của nó cũng được, cùng 100.000 thôi. 100.000. Đó. Còn đầu là này, làm cây 70 này. Cái này bị gãy, cái này không bị gãy nhưng mà cái này bị tuôn chân đây này. Cái này 70 này. 1 2 3 4 5 này, 5 7 35 350 này. Đó, đầu ngon hết này. Không kẹt đâu. Đó, 1 2 3 4 5. Đó, đồng hồ hết nha, 5 cây, 5, 7, 3, 5. 5 cây, 5, 7, 3, 5. 3, 5 là 4, 5. 450.000, chuyển khoản 3 phíp. Mình mua hết. Cây 70. Còn cây kia là 100. Đầu của 12V kẹp 13 ly là 100.000. Rồi, ok, xong. Làm nhanh không video nó mất dài thời gian quá. Rồi. Rồi xin chào anh em và hẹn gặp lại nha. Tuần sau nhớ không có liên lạc nha, buổi chiều nha. Sáng được, buổi chiều không liên lạc được. Còn ai chưa đăng ký nha.